Xin chào, tôi là Moon Thiên Thần. Moon nghĩa là mặt trăng, mà tóm gọn là Moon ý như là thiên thần mặt trăng đẹp xinh lung linh. Nghiêm túc nào Moon. Vâng Mr. Căng quá à, vui vẻ đi Mr. Căng quá là căng. Ok Moon cứ tự nhiên, Mr. không căng, nhưng nghiêm túc hiểu chứ Moon Moon. Ok Mr. Bắt đầu giới thiệu lại đi nào Moon. Moon xin kính chào các bạn cộng đồng toàn cầu và các bạn thành phố Quy Nhơn thân yêu, quê hương bình định của Mr. của tôi. Moon sẽ dẫn chương trình movie của Mr. và giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật, dịch vụ mà Mr. đang phát triển. Moon mong các bạn ủng hộ Mr. của tôi, nhất là kênh YouTube, để nhấn subscribe, đăng ký. Để ủng hộ kênh của Mr. của tôi, nhé các bạn ủng hộ kênh để giúp Mr. có tinh thần phát triển đam mê nghệ thuật của Mr. Lộc nhé. Moon xin cảm ơn các bạn ạ. Các bạn sẽ gặp Moon Movie sắp ra mắt tại Mr. TV nhé. Xin chào.